cho biết vừa có thêm ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca của cả nước lên 48 người. Đây là bệnh nhân nam 31 tuổi trú tại phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi chung xe ô tô với bệnh nhân số 45 và cùng tiếp xúc với ca số 34, Bình Thuận. Vào ngày 11 tháng 3, bệnh nhân khi biết ca 34 mắc bệnh đã tự cách ly tại nhà. Ngày hôm qua, bệnh nhân đã được chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Và sáng nay, 14 tháng 3, kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn yêu cầu các quận huyện khẩn trương rà soát tìm các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu QR974. Đây là những hành khách bay cùng bệnh nhân số 34 mắc COVID-19. Theo Sở Y tế thì có khoảng 76 hành khách bay cùng bệnh nhân số 34. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 31 khách, thì tính đến nay đã tìm được 29 hành khách. Có 6 người trong số này đã có kết quả âm tính, 22 người được lấy mẫu đang chờ xét nghiệm và một trường hợp cách ly tại nhà. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện áp dụng các biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe đối với hành khách trên chuyến bay và những người tiếp xúc gần đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì bệnh nhân số 34 tại tỉnh Bình Thuận mắc COVID-19 đã bay từ Mỹ quá cảnh tại Qatar, đáp chuyến bay QR974 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 45 mắc COVID-19 khi tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 21 người liên quan đến ca bệnh số 45 đã cho kết quả âm tính. Các trường hợp còn lại vẫn đang được tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm. Cho cha cho mẹ những người thân chúng ta đi ra đường.